Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi các bạn lại dành thời gian để theo dõi bài học này của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nói xin chào và tạm biệt trong tiếng Đức nhé. Nếu như các bạn đã theo dõi bài học đầu tiên của mình thì chắc hẳn rằng các bạn vẫn còn nhớ là trong tiếng Đức thì ở ngôi thứ hai số ít chúng ta chia ra thành ngôi lịch sự và ngôi thân thiết là Sie hoặc là Du. Rồi Sie ở đây các bạn viết hoa nhé. Nếu như bạn viết không viết hoa thì nó lại là có nghĩa là cô ấy. Ok? Và các bạn còn nhớ là khi nào mà chúng ta phải dùng ngôi lịch sự và khi nào dùng ngôi thân thiết không? Mình sẽ nhắc lại cho các bạn nhé. Chúng ta dùng ngôi lịch sự gì khi mà chúng ta nói chuyện với những người mà chúng ta mới gặp lần đầu tiên, những người mà chúng ta chưa thân quen. Trường hợp thứ hai đó là ở những cái tình huống mà mang tính hình thức, ví dụ như là khi mà ở cơ quan nhà nước, rồi ở nơi khám bác sĩ, những nơi mua sắm vân vân. Và trường hợp thứ ba đó là khi mà các bạn không chắc chắn rằng là dùng du hay là dùng gì thì các bạn nên dùng gì. Còn khi nào thì chúng ta dùng ngôi du, ngôi thân thiết? Đó là khi mà chúng ta nói chuyện với trẻ em, những người nhỏ tuổi hơn, chúng ta nói chuyện với bạn bè, những người chúng ta đã thân quen từ lâu rồi. Ngoài ra cũng có thể dùng trong gia đình, với những thành viên trong gia đình với nhau. Đôi khi là cũng có thể sử dụng khi nói chuyện với đồng nghiệp. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng khi mà ở trong uni thì giữa các sinh viên với nhau thì cũng dùng du. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm quen với những cách nói xin chào trong tiếng Đức nhé. Khi mà chúng ta muốn nói xin chào với ai đó mang tính lịch sự một chút thì chúng ta sẽ sử dụng những cái câu sau đây. Nó cũng khá là tương đương như là trong tiếng Anh thôi. Đó là Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Và Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bên cạnh những cách nói lịch sự này thì chúng ta còn có những cách nói để thể hiện cái sự thân thiết hơn. Ví dụ như là với bạn bè với nhau thì chúng ta chỉ cần nói đơn giản là Hello. Hello. Hay là chúng ta cũng có thể nói ngắn gọn hơn, đó là Morgen. Morgen. Và còn một câu chào nữa mà không phải là thông dụng cho lắm, thế nhưng mà cũng khá là thú vị để mà các bạn biết đến nó. Đó là Mahlzeit. Mahlzeit. Đó là câu chào giữa các đồng nghiệp với nhau ở trong ở buổi trưa. Nó vừa có nghĩa là một câu chào mà cũng vừa có nghĩa là chung ngon miệng. Mahlzeit. Ngoài ra chúng ta còn có những câu chào mang tính địa phương một chút. Ví dụ như là Grüß Gott. Grüß Gott. Hay là Grüß dich. Grüß dich. Oder Servus. Servus. Đây là những câu chào được sử dụng ở miền Nam nước Đức và ở bên Áo. Và khi đã biết cách nói xin chào rồi thì mình nghĩ rằng cũng rất cần thiết để chúng ta biết cách nói tạm biệt. Và mình cũng vẫn sẽ chia thành cách nói tạm biệt theo tính hình thức formal và theo sự thân thiết informal. Đối với cách nói lịch sự thì chúng ta có thể sử dụng những cái câu chào sau đây. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Khi mà các bạn kết thúc một cái cuộc điện thoại thì các bạn có thể dùng từ Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Đối với cách nói thân thiết thì chúng ta cũng có rất là nhiều từ thông dụng là Tschüss. Các bạn cố gắng đọc mà chu môi ra một chút nhé. Tschüss. Hay là Ciao. Servus. Servus vừa có nghĩa là xin chào, cũng vừa có nghĩa là tạm biệt. Hoặc là Bis dann. Bis gleich. Bis später. Bis bald. Bis nachher. Frau Meier, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, es geht. Hallo Sandra, wie geht's? Hi Tom, danke, gut. Und dir? Es geht. Vậy là các bạn đã biết cách nói xin chào và tạm biệt trong tiếng Đức rồi đúng không? Trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng với nhau học cách giới thiệu về tên của mình trong tiếng Đức nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tschüss und bis bald!